لماذا ندرس التوحيد؟ Tại vì sao chúng ta phải học Tawhid? لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على كل الخلق, على كل العباد, على الذكر, على الأنثى, على الإنس, على الجن. Bởi vì Tawhid đó chính là trách nhiệm, là bổn phận đối với chúng ta, đối với tất cả những tạo vật của Allah سبحانه وتعالى cho chính thượng đế của mình. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. Thượng đế Allah tạo ra chúng ta để chúng ta tôn thờ duy nhất một thượng đế là Ngài. لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. Và bất kỳ những cuộc hành lễ, bất kỳ những việc hành đạo nào sẽ không được chấp nhận ngoại trừ bằng Tawhid. لا يدخل الجنة إلا موحد. Và sẽ không bất kỳ, không có bất kỳ ai bước vào thiên đàng ngoại trừ có Tawhid. Tawhid فيه سبب لتكثير الحسنات ومحو السيئات. Tawhid đó chính là lý do để cho những điều tốt đẹp, những ân phước của chúng ta được gia tăng và những điều tội lỗi của chúng ta sẽ giảm bớt.